Muối mới về nó gù luôn nha các bạn. May quá quay được cái video. Đó. Đây là buổi tố chất nha. Bây giờ mình sẽ quay lại sát các bạn luôn. Con đây là cái con cườm đẹp nè các bạn. Con đây mình bán cho khách rồi nha. Nên mình thấy nó đi phân xanh đó, mình bỏ vô trong cái lồng AV đây, mới bỏ vô trong cái máy. Mà con này thì cũng mới bắt được 2 hôm đây, mới bỏ vô cái nó thấy nó gù luôn. Còn đây đó là con đây nè các bạn, là nó đã gù trong video nãy đấy. Nó là con đồng nha các bạn, con đồng. Con này thì nó khống rước rất là bài bản các bạn, khống rước rất là bài bản. Mà mình cũng để ý những cái con khống rước nhiều thì nó đa số nó về nó gù sớm lắm. Bữa giờ là còn một lại con đây thôi, con đây mới bỏ vô thôi, con này mới bỏ vô tức thì thôi là nó thấy nó gù luôn. Đây con này là con cườm cao đó các bạn. Đấy, mới bỏ vô đây. Đấy, nó đi phần xanh cái mới bỏ vô đây cái nó thấy con này nó gù, con đây nó thấy nó gù luôn các bạn. Đó, chim này nuôi nó nhanh lên nha. Cái con này thì mình cũng bán là 1 triệu nha các bạn, đồng nha các bạn. Con này khống rước bài bản lắm mà chim bụi mới về thôi nha các bạn. Đó, chim cũng đẹp chim. Đấy, quy cườm đó các bạn tự xem nha. Rồi nói chung bạn nào cần thì alo mình luôn nha. Cái con đây là mình bán cho khách rồi nha các bạn, con cườm nhiều ấy. Đây lý do mình bỏ nó vô trong cái đấy là nó đi phân xanh này các bạn, mình thấy nó nguy hiểm quá. Chiều nay tính gửi cho khách mà nó đi phân xanh này, nó phân cặn với nước này các bạn, là chim nó đang hoảng sợ nha các bạn. Chim bối về nó thường sẽ đi phân xanh như thế này, nên là mình phải dưỡng nó cho nó đi ăn uống rồi cho nó bài bản lại, nó không có còn đi phân xanh này nữa thì mình mới gửi được. Đây buổi mới về nó thường hay như vậy. Nên là tính chiều nay gửi đi cho khách. Ơi khách này ở Vũng Tàu nha, mà bây giờ thấy nó đi phân xanh này đây, để mình nãy mình có điện khách mà khách không nghe máy, để mình nói lại khách để mình giữ lại con chim này ít hôm cho nó bình thường hết lại đã, rồi mình mới gửi được cho ông. Là gửi về là nó chết nha các bạn, nó đi phân xanh này về là nó nhát, nó bỏ ăn là nó chết đấy. Phân xanh mà phân xanh kèm với nước nha, nó rất là nguy hiểm. Đó, nếu mà phân xanh mà nó đi hòn hòn vuông vuông á, thì không sao hết. Cái phân xanh mà nó kèm với nước giờ là rất là nguy hiểm. Trường hợp này là gặp cái trường hợp này là phải thả AV liền. Đó, cho nó tự do, mấy con kia nó ăn uống rồi nó thấy nó ăn nha. Đó, nếu không thả nó chết liền đấy. Đó, phần của nó đấy, mình mới thả vô là con kia nó gù luôn. Cái mấy con bối về mà nó gù liền đó các bạn. Đó. Rồi nói chung bạn nào cần con bối đó thì alo mình nha. Nãy mình cũng có báo giá rồi đó, 1 triệu các bạn, buổi đồng nha. Rồi xin chào tất cả các bạn luôn nha.